Là không rên. Không vậy, em bình thường em đâu có rên đâu. Rồng á. Tính chất công việc của em đâu có rên. Tính chất công việc của em không rên. Đúng rồi, em chỉ có... Ủa, liên quan gì đến tính chất công việc? Cứng rắn đúng không? Mà cứng rắn này đúng không? Mà sao chị có thể nói tân rên được? Tân đâu có rên đâu. Ủa, nó la gì lắm mà ta nhớ mà. Chị lộ người rồi đó, hỏi hoài rồi. Chị lộ mà hả? La nó đâu có rên. Chị ngửi. Ây da, từ từ. Cái dùng gì vậy? Cái gì vậy? Không muốn nó né chị, né chị. Không, nó bị bướng. Chị ăn đè quá, bà đè mà. Thức khuya hay sao mà đầy chán vậy? đi đá banh, đi đá giải buổi sáng, sáng chiều luôn, nắng. Được cái gì không? Được giải gì không? Giải nhì. Đủ tiền đi chơi bụng không? Đi cho đi đam mê vậy thôi chứ giải còn không lấy nữa mà. Mê cho mặt đầy mụn luôn, mê. Mà hôm nó đá buổi tối, nay tự nhiên nó đá qua 2 giờ chiều. Rồi quán ai bán? Để thằng em nhỏ ở nhà nó coi. Đi xong một cái giải này về sợ quá, cuối tuần này đá giải nữa thôi nghỉ luôn. Sợ lên mụn á hả? Bởi vì đá buổi chiều mà đá chưa sáng nắng á, mà ở trên sân rồi nó không ấy được như ở nhà. Đá xong chả có chỗ vệ sinh. Đang thanh xuân mà nói chuyện lạnh xương nghe đấy. Thấy cực kỳ muốn anh Linh đồ nữa chứ. Đúng là Vi, đúng là Vi cơ hội luôn á. Giống như cái kiểu cái quần áo anh Linh đấy. Chửi quá trời chửi đấy. Mẹ tôi lãng xương thì kệ mẹ tôi nha, tôi uống nha. To không nhỉ? Ừ. Mụn chất lượng mà. Người thì không to nhưng mụn phải to nha. Còn mấy kia người thì to đồng mụn lí 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 lí. Đổi. Vậy em muốn mụn to hay là người to? Hả? Em muốn người to. Ừ. Vậy thì ghét mụn cho nhỏ lại đi là người sẽ to. Tính em có về nhà không Tâm? Em chưa biết ngày về, chị tính bao giờ nghỉ? Chắc là 25, 26 à. Cái gì mà cứ đạp thì tên hề. Đào. Chị nói mình không nói, cho mình nói tí. Nói thì nói, đừng có đạp chân coi. Như hơi nóng quá ha. Nóng rồi, chị che hết rồi. Chị ăn nhỏ quá. Ủa chỗ em hết cách ly chưa Khoa? Hết rồi. Không à? Thở làm rồi hả? Thấy tụi nó đổ xô lên Đà Lạt quá trời luôn. Hết chốt, còn à. Đi chị, gần cuối năm rồi đó. Nghe lùng bùng quá. Đi. Nó đi mà. Tụi nó đòi đi Vũng Tàu nữa kìa, chả biết đi đâu luôn. Đi hai điểm luôn. Vi chạy chợ. Tết dương lịch chị vẫn làm, qua Tết chị mới đi được. Chừng nào em lên chỉnh lại? Mai lên rồi hả?
Mà qua Tết vẫn lên lại đúng không? Mà không cho chị bị ké đâu. Oh my god. Là sao? Long hả? Hoàng Long. Dạ. Long bạn bạn Hạnh à? Long bạn Hạnh. Bạn em làm kia. Đúng rồi, bạn em làm bên này. Thì bạn làm được không? Bạn tôi đang đỡ một chưa á. Chắc là đỡ. Chắc là đỡ. Nhờ bạn nên mình mới đỡ đúng không? Đúng rồi, nhờ bạn. Bạn có thể. Sao nói nghe danh mặt tiếp trời. Nó nằm xuống. Như hoài luôn, rửa mặt mướn hoài luôn á Như. Em phải nói là kỹ thuật viên spa. Spa toàn tấu hề không nha. Thiệt luôn á. Chị tưởng chị đỉnh lắm rồi đó, ai nhà nhân viên chị còn đỉnh hơn nữa đó. Chị có tiện bôi giày vô xe không chị? Không, chị tiện mũi rửa mặt mướn kìa. Ai sao mũi mới tiện nha. Bảo vệ là phải sao mũi. Chị em nhỏ 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 thì sao lên được xe. Chiếc xe ếch ắc luôn thôi. Còn giữ xe sao chứ? Không bị giữ xe xong muốn sao? Ừ. Ngoài nhấc xe lên thì muốn nhấc cái gì thì nhấc. Em không đợi. Anh phải đợi em chứ em không đợi anh đâu ơi. Xong rồi đó. Dạ không đó. Bớt ngang ngược đi mọi người ơi. Khoa mà nó trốn luôn là chị sẽ tận diệt tụi em đó. Chị như hôm qua bởi vì quyến rồi luôn á. Dạ lúc mấy giờ? Mấy giờ? 22 phút. Quýnh yêu mà, làm gớm mà. Quýnh sớm luôn. Đánh yêu, im lắm á. Hãy để cho chị quýnh. Ít nói dữ lắm. Ít nói ít á. Trời ơi, có một pha dài thôi, tóc về. Hả? Tính là mới tóc luôn. Ghê thiệt, chân ghê. Em nói chú khỏe được rồi, đúng không? Mày muốn đợi đợi được. Mày nói rồi. Không, mà ý mày nó già, nó khỏe không cái hôm bữa mà già nó. Chị nước mắt lên. Mệt mỏi ghê. Để chị dạy là cho một bài thảo mai nha. Sai quá, sai rồi. Thảo mai sai quá rồi. Trời ơi, sai bài rồi, sai bài rồi. Nhớ nha, vì nhớ nha Vi. Cái này mới quốc gì mà là đồ nó nhớ. Trời ơi, chảy nước mắt luôn đó trời. Ừ. Thiệt luôn. Má xa được rồi, ngủ thêm câu nữa. Ông muốn khen, khen anh Khoa thiệt. Ừ, nhưng mà không biết khen sao đúng không? Đầu nhảy số nhanh quá cũng không được đâu nha. Tao đang lại mới nghe đi cho tóc về luôn.
Chưa giờ cười mà chảy nước mắt như hôm nay luôn á. Đau cả bụng. Chị Quyên cãi nhau ra dưới vậy. Người tự nhiên sáng đang quay nó vứt điện thoại nó chạy xuống. Chị à? Em biết đâu. Lòng ơi, cái chỗ của em hết hẳn chưa Long? Cái cục chỗ cái cổ hết Long? À cái cổ em hả? Ừ. Dạ thì nó đi luôn rồi. Nó đi luôn rồi hả? Dạ thì nó lên chơi xíu rồi. Em có thấy cái mặt của em trên TikTok của chị không Long? Long ơi, dạ, có thấy cái mặt của em trên TikTok của chị không? Dạ, ủa là trời, em biết chị qua đâu vậy? Dạ. Em biết chị qua đâu vậy? Dạ, vô tình em lướt có thấy thôi. Ô da trời, chết rồi. Em cũng chơi TikTok em lướt, em mới lướt TikTok đó. Vậy hả? Dạ. Cho chị cái khăn đi. Chị, chị có tấp tấp mà. Cái khăn đồ mặn quá. Cái lao lao cái của tay. Trời, vô tình em lượm được bí kíp luôn hả? Chị tưởng là em từ tấp tấp qua chứ. Anh ơi, từ Facebook qua. Ủa Tân hồi xưa biết Viên Hiền Vân là do quảng cáo hả? Bạn. Bạn Thư. À chị anh không biết Thư. Nó không dám nói gì luôn là biết. Nó gồng nãy giờ. Đâu có gồng cậu. À không gồng. Sáng giờ đi mà đời nhiều quá, giận mà mới được 7 người. Tiếp. Quê quá là hết nói gì luôn rồi hả Vi? Nói tiếp đi em. Không sắp nói không? Tụi chị cũng có chuẩn bị tinh thần. Để chị lấy mụn xong rồi nói. Nói cười thì nó không được luôn á. Chọc một cái rồi mất cười, chọc ba cái. Tặng cái này làm lo lắng. Thôi chỉ có lúc nào say mới vậy thôi chứ. Tịnh này, mình chặt được. Có lúc nào say mà làm không đâu. Thì nói lại đi. Mở cái tổ chơi ra để nó hướng dẫn anh ơi em dùng như thế này rồi chịu nghe ai mà không có mình chị mở ai mở chị á đó chị kiếm cái tổ chơi mà không để đi này đẹp mà đây xinh để giờ tao biết mình mất chút chơi nào xinh đi đâu sáng đi tổ chơi ăn buồn chính mình nói to ché chính nói nhỏ thôi có sao muốn nghe đâu được cũng 50 ngàn không hết được tăng lương chị hết cái khung mua dạy khúc đó này khúc này chị khô lúc nào mà chị trả khô có được 50 ngàn đâu hay 50 ngàn nào đâu bữa nay mấy đứa bớt khen đi nói sự thật là đi ủa tiền ai chứ nghiêng đánh cho phát đi nghiêng cứ đắt thôi trời ơi trời sư ba vũ khô quá em nói chứ em không làm nha còn chị không nói mà chị làm nha cái đấy mới nguy hiểm á nhưng mà chị đánh khách nhưng mà khách không có đau nhưng mà ngoài làm khách đau nè đúng chưa
Nhưng mà đây đây người ta tình nguyện để cho em làm đau, còn còn chị là người ta không tình nguyện. Đang bắt sờ đầu à? Đang bắt sờ đầu đánh thầu luôn. Ngoài à? Chị A đó, sờ đang bắt sờ đầu đánh bắt ra. Ô, không tin được. Chị mà chị đánh ai đâu mà em kêu chị đánh. Cái Vi nó kêu chị Hoài á hả? Các bà chưa tính ra vậy đang sung sướng vậy mà giờ ngồi trong tù nha. Cũng mấy năm thì chết ý là con bé nó bị quăng xuống dưới lầu luôn hả? Không, bị quấn nó chết mà. Vậy hả? Các bà đọc qua đi. Tính ra nhỏ đẹp mà trời, cái thứ nhìn ra thì làm trong ngành y không mà không có lương tâm gì hết rồi. Chắc cũng ngồi tù 20 năm không? Ra đang trẻ ra cái già luôn mà nó có tiền chắc cũng đến nỗi không bao lâu. Ý là bây giờ cứ đi xong sau này mới lo được. Đúng rồi, sau này lúc vô rồi kiểu cải tạo tốt rồi cái kiểu đó lên đi ra thôi. Không bị gì như kinh nghiệm. Ừ. Tính ra nơi này nguy hiểm cho em không như? Ừ, vậy là nơi an toàn nhất của em rồi. Tối nay ở đây là lo sợ bị chị tan nguyên. Cưng lắm á, vậy gì? Đánh là yêu là thương mà. Có ai ghét gì không? Ghét. Chị thích cái đó đó. Cho ngọt cho đó. Quay phim với chị bớt nhoi đi chị. Ok quên. Nhoi quá nhoi à. Để lên trên đó nó nói ôi cái chỗ gì mà làm gì mà cười đùng. Tính ra cái kênh Pha Ke thì toàn được khen mà sang kênh này toàn được bị chửi không? Không hiểu luôn á. Tại khi mình làm đàng hoàng đúng không? U là trời. Sao xua đuổi ta vậy trời? Người ta mất. Ủa em người ta cũng phao mấy bộ.
Mặt có chút mà kỳ thị người ta. Cái gì về hai đứa kia? Hạnh thù chắc. Chưa ra hết sức lực đủ cái gì vậy? Thôi đúng mà. Ngồi bi gồng với Hoài nè. Chị Quyên ấy em. Chị nghe gì? Chị Quyên. Ai? Hoài hả? Quyên lúc ăn con Vi nó khỏe mà. Mọi người ra kèm đi không mọi người? Không mà công nhận sức của con Vi nhanh ấy thiệt. Ừ nó đưa nó lên nó massage mà trời ơi. Bữa hỏi em lên em ấy thiệt đó. À bạn Khoa yêu cầu dịch vụ đó đó Quy, làm cho bạn Khoa đi. Ừ. Hồi kêu Khoa nằm ngửa ra đi em làm cho Khoa nha. Nằm ngửa. Úp chứ. Không nằm úp chứ nhầm. Nằm ngửa chị làm rồi đó. Y làm Khoa bữa sau nó không dám qua rồi đâu. Được mà, ngày xưa chị ăn massage có yêu cầu không ạ? Yêu cầu nhé, mình bút không nha. Lâu quá không biết lục nghề không nữa. Không, không lục đâu. Massage ngực không mà chị? Sao lục? Lục mẹ nó rồi. Hôm nay có tập nữa đâu mà. Thì đó cũng vì mà nó quất mạnh ngán thôi nhá. Chiến thắng. Alo. Alo chứ. Cá tự tới cá tự rửa mà. Xuống bỏ tiền đi về thôi. Trả lời là ta khoái ghê. Có lẽ nghe hả? Không. Rồi đi chạy khoai ngủ này.
chưa ra nha. Ôi trời. Đi chùa cầu may trúng số. Trúng 100,000. Nhưng mua vé số về chẳng biết giò nào luôn. Chúng mua vé số mà không biết giò nó thôi chứ. Á rồi. Em không biết như nào là chúng hết á. Tắt xíu đi khỏi hồi hết thôi. Tại sao lại cơm chiên? Cơm trộn. Cơm nhớ bữa mà anh Tân nó có một miếng. Mặt Tân không có mụn nhiều, Tân sang đây mới lạ luôn á. Khi nào bữa đầu tiên mà lúc nãy đóng gì nào. Phải đợi nhiều việc nhiều mới quen. Đúng rồi. Nên nó càng lúc càng nhiều việc là nhiều nhiều. Mình nhắc cả hai chân lên mà vẫn không ra nha. Em tự chỉ nghĩ hết hết chị Hoài. Nhắc cả hai chân lên luôn. Rồi xong rồi. Trời ơi. Mỗi không có một hả? Chắc phải ra bờ sông la quá. Nãy giờ không la rồi, mình phải chạy ra bờ sông. Chưa xong. Mọi người bịt tai lên hết nè. Chưa còn. Gì không ra. Cái mũi nó ngay như thế. Chắc không cứng có cơm mà ăn. Đúng không? Không cứng làm sao gầy dựng nó được. Duyên tiền định, duyên kiếp trước. Đi.